Mọi người, lại gặp lại mọi người ở đây. Chúng ta lại đi tiếp tục cái bài lý hôm nọ nhá. Bài lý này chúng ta tốn hơi nhiều thời gian rồi đúng không? Nhưng mà vì tính quan trọng của nó nên chúng ta hãy chịu khó. Hãy học tập cái phần này thật chăm chỉ cho mọi người thấy cái tác dụng của nó rất là lớn nhá. Thì ở đây mình sẽ hôm trước mình đã đi hết những cái phần những buổi trước là generate, inspect, mark rồi. Đúng chưa? Tức là tạo 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 ra list, kiểm tra list và phối hợp list. Thế mà chúng ta sẽ đi vào phần nữa gọi là modify, nghĩa là chỉnh sửa list. Bây giờ chỉnh sửa list, cái phần này cực kỳ, như nói chung ấy là tất cả những cái bài list này là rất quan trọng, bởi vì chỉ có những kiến thức list dùng thì mình mới dạy, mình hướng dẫn thôi, chứ nếu không dùng thì mình sẽ không hướng dẫn đâu. Cho nên là hãy chăm chỉ vào những cái này là rất quan trọng đấy ạ. Rồi mọi người đã thấy cái thành quả rất là lớn của nó đó. Về sau này khi mà đi vào một số những cái ứng dụng thực tế mà mình sẽ hướng dẫn về sau cái khóa học này này, thì mọi người đã thấy cái ứng dụng thực tế mình sẽ sưu tầm những cái ứng dụng hay nhất để có thể hướng dẫn mọi người trên cái khóa học này đúng không? Đây. Mình sẽ thêm một vài cái modify dụng này. Nút này dùng để thêm đối tượng vào trong một list. Thêm đối tượng vào trong một list nha. Ở đây là thêm vào phần kết thúc, hoặc thêm vào phần đầu, hoặc thêm vào phần kết thúc. Thế thì chúng ta nhìn biết ngay thôi. Ví dụ như là ở đây chẳng hạn, mình có một dãy số từ 1 đến 10 là một list cấp 1 mà chúng ta đã học từ buổi trước đúng không? Nếu ai chưa học thì xem lại nhá. Cái một bây giờ mình muốn thêm vào một phần tử, ví dụ mình thêm vào một chữ A chẳng hạn. Đúng không? Hay là mình thêm vào một chữ là đại khóa học nền tảng Dynamo. Ok chưa? Vậy mình muốn thêm cả cái chữ này vào trong cái list này. Như vậy mình phải đưa vào một list trước. Ở đây là thêm vào trước đúng không? Thêm vào form, add item to form, thêm vào trước đúng không? Mình muốn ra. Đấy, thêm vào. Nó thêm vào rồi. Ở đây thì nó có thể thêm vào cả add to end nữa, có nghĩa là mình muốn thêm vào end được. Tức là đưa vào một list cần thêm vào, và đưa vào đối tượng cần thêm vào là item. Đối số là một list và một item thì nó sẽ trả ra kết quả của chúng ta. Và cái việc này là chuyện hết sức bình thường, bởi vì trong cái nhu cầu thực tế chúng ta luôn có những nhu cầu là thêm vào một list, bổ sung thêm một list, xóa một list đi là chuyện bình thường. Cho nên là chúng ta sẽ liên tục làm việc với các nút kiểu như thế này. Đây là thêm vào một list. Ngoài ra thì cái thêm đấy nó còn có một cái nút nữa là list insert. List insert có nghĩa là thêm, bổ sung thêm vào theo chỉ mục. Ở đây mình có một cái list đưa vào. Element cần thêm là thằng này. Element là kiểu dữ liệu, bất kỳ kiểu dữ liệu nào cũng được nhá. Element ở đây thể hiện là bất kỳ kiểu dữ liệu nào cũng được trong trường hợp này. Đây, nó có cái chữ khi mọi người chỉ vào là cái chữ VAR này. VAR có nghĩa là variable, có nghĩa là tham biến có thể thay đổi được, kiểu dữ liệu này có thể thay đổi được. Đúng nhá? Thay đổi được tức là tùy lúc ông đưa vào chuỗi được, đưa vào số cũng được, đưa vào một cái dim tang text node hay một cái dầm, một cái sàn, một cái tường, một cái đường ống, bất kỳ cái nào đều được hết nhá. Ở đây mình đưa vào một cái chuỗi. Nhá? Bây giờ chỉ mục ông thêm vào là bao nhiêu thì cái cơ chế hoạt động của nó là như thế nào? Cơ chế hoạt động của nó là nếu như mình đánh vào đây là chỉ mục 3 thì lập tức cái 3 này, cũ này nó sẽ đẩy xuống dưới, tức là tăng lên một chỉ mục nữa và nó chèn cái thằng 3 mới vào. Mình ví dụ luôn nhá. Đây. Đấy. Mình chọn nó sẽ thay thế luôn thằng 3, thằng 3 cũ, thằng chỉ mục 3 cũ, và nó đẩy cái thằng 3, cái giá trị 3 mới xuống dưới này. Mình thấy chưa? Đẩy xuống dưới, chèn vào giữa luôn. Chỉ mục 0, chỉ mục 1, chỉ mục 2 và chỉ mục 3. Đấy, nó chèn vào cái thằng cũ, thay thế thằng cũ luôn. Nhưng mà thằng cũ kia thì để xuống dưới, chứ nó không xóa thằng cũ cũ hẳn. Đây là thằng cũ này, đấy, thằng ba cũ là 4. Nhưng mà mình để xuống dưới này. Đấy. Cách hoạt động nó vô cùng đơn giản như vậy, đúng không? Đấy là một vài nút để có thể thêm vào trong một list, thêm vào trong một list. Tất nhiên là mình có thể thêm vào một cách phức tạp hơn, đó là mình có thể tăng cái list này lên rồi đúng không? Mình sẽ tăng cái đây, tăng list create này lên. Tăng bậc lên. Đúng không? Đây, tăng bậc lên. Đây. Đây. Đấy thì mình có thể thêm vào, ví dụ bây giờ mình không muốn thêm vào 1 lít nữa, mình muốn thêm vào 2 lít được không? À xin lỗi, đây, đây là lít, xin lỗi mọi người. Đây. Đó, phần tử cần thêm vào là chữ. Đó, phần tử thêm vào là chữ Dynamo này, item và item. Dạ, vẫn thế thôi, mình tăng lên bậc thôi, đây mình run cái. Mọi người thấy kết quả không ạ? Nó ứng xử như nào? Tức là nó coi thằng này là một phần tử và coi thằng này là một phần tử, thằng này là một phần tử nữa, tổng cộng có 3 phần tử mà thôi. Cho nên chúng ta phải cẩn thận nữa là chúng ta muốn thêm vào đâu. Bây giờ chúng ta thêm vào thì chúng ta phải sử dụng cái A còng level của cái list này, tức là làm việc vào bên trong nó, bên trong thằng này, bên trong thằng này. Nhớ, mình bấm run, đây là kết quả mình mong muốn đúng không? Thêm vào cả hai thằng này tương tự như vậy. Nhớ nhá, cái A còng level này khá là hiệu quả nhá, dùng thành thạo nó rất là hiệu quả đấy nhá. Đây, mình thấy chưa, dùng thành thạo nó khá là hiệu quả, thằng này tương tự như vậy. Đấy, rất là hiệu quả nhá. Đấy là về thêm phần tử vào trong một list.
Thế còn có những thao tác ví dụ như là đã có thêm thì phải có xóa đúng không? Vậy mình sẽ có là remove at index có nghĩa là xóa đối tượng theo chỉ mục. Đấy, ở đây mình có một list như thế này. Bây giờ mình muốn xóa đối tượng theo chỉ mục chẳng hạn. Bây giờ mình thêm vào rồi, bây giờ mình muốn xóa đi chẳng hạn thì mình nhập thẳng vào đây chỉ mục 3. Rồi mình nói rằng kết quả trả về cho mình đây, nó lại trở về cái list ban đầu. Tức là thêm được thì xóa được, xóa được thì cũng thêm được, đúng chưa? List insert ở đây. À, những cái nút nào mà không dùng thì mình sẽ ít dùng thì mình sẽ không hướng dẫn đâu nhé. Nó sẽ mất thời gian của mọi người thôi. Đây có một vài nút hay dùng này, ví dụ là insert get drop phải không? Chop, list chop cũng khá là hay dùng. Cái bản chất cái nút này này nó sẽ chia cái list của mình ra thành nhiều các list con khác nhau tùy theo chiều dài do người dùng nhập. Chiều dài người dùng nhập là kiểu dữ liệu number chúng ta đã học từ bài trước. Ở đây nó sẽ là length, đúng không? Integer ở đây có nghĩa là ông phải chia cái số chẵn, ông không thể chia 3,5 được, chiều dài không có list nào dài 3,5 cả. Nhưng nếu mọi người cố tình đưa vào thì nó tự làm tròn vậy thôi. Ở đây mình sẽ chia thành, bây giờ mình đưa vào list, ở đây mình muốn chia thành 3 chẳng hạn. Đấy, tức là chia thành các list phụ có chiều dài 3, đưa vào một list chính này, các list phụ chiều dài 3, list chop ngắt ra thì nó sẽ tự động nó chia như thế này. Ứng xử của nó rất đơn giản, nếu mọi người đưa vào bội số thì nó tự động chia đều nhau, nhưng nếu mọi người đưa vào không phải là bội số thì nó sẽ nó không phải là bội số của thằng này không phải là bội số thằng này thì nó sẽ yeah, nó sẽ ứng xử là nó đầu tiên cứ chia đủ ba thằng đã đến khi nào không đủ nữa thì nó đưa vào thằng list cuối cùng, list chop, đúng không? List chop ở đây thì nó rất là hiệu quả trong những cái vấn đề gọi chia điểm, chia đường, chia mặt, chia khối, đúng không? Chia những cái phần rất là ấy. Cái đấy thì mọi người phải học về sau thì mọi người có thể hiểu được, nhưng mà bây giờ mọi người cứ hiểu cách hoạt động nó đã để sau này mọi người làm việc. Thì ở đây thêm một nút nữa, đó là list flatten. Flatten có nghĩa là cái thằng này nó sẽ làm phẳng san bằng tất cả luôn. Đấy, san bằng tất cả luôn. Bây giờ không cần biết cấp list của ông là bao nhiêu, ông đưa vào cái list flatten này là nó san bằng hết. Tức là nếu ông đưa vào như này nó san bằng hoàn toàn luôn, nhìn chưa, nó san bằng như list ban đầu luôn. Thế có những trường hợp nhất định là chúng ta cần phải san bằng một vùng thôi, san bằng theo cấp chúng ta mong muốn thôi. Ví dụ đây chẳng hạn, nó tăng bậc lên bằng này đúng không? Đây. Và mình muốn san bằng về cái thằng này thôi, chứ không muốn san bằng về hẳn như thế này. Thì mình đưa thẳng vào đây, nếu như mình để thế này này, mình san bằng thì nó san bằng ngay, vẫn như thế luôn. Tức là nó san bằng tất cả luôn mà. Nhưng mà nếu như mà mình sử dụng A cộng level để san bằng, có nghĩa là sử dụng A cộng level với thằng bên trong thằng này. Đấy không? Đây, ví dụ đây, mình sẽ nhập. Đấy. Ok. Đó. Thấy chưa? Đây. Đấy, thì nó sẽ được như chúng ta mong muốn, tức là quay đối tượng này là đối tượng san bằng. Thì cái account level này mọi người học lại cái buổi trước nhá, nếu như ai chưa hiểu học lại cái buổi trước nhá. Tức là nó tham chiếu đến bên trong list nào đó hợp đó khi mọi người quyết định thôi, đúng chưa? Mình thử ba xem nào. Đấy này, đúng chưa? Tức là nó coi cả thằng này là một list, và bên trong nó tất cả là một các phần tử quan của nó. Còn nếu mình account level 2 thì nó sẽ là chia như thế này, nó coi những thằng này là một list và những thằng này là phần tử quan của nó. Chưa? Và nó như này. Đấy, thì cái này nếu mọi người không học buổi trước mọi người không hiểu đâu, đúng không? Làm sao để có thể biến tướng cái list, biến cái cấu trúc list nó thành như thế này. Ok chưa? Đấy là những cái mọi người cần phải ghi nhớ. Đây là list flatten. Có hai cái nút, mà có cái nút này rất hay gặp, rất hay dùng, đúng không? List filter by pull max. Và nút này là một nút mà phải nói là cái file Dynamo nào cũng dùng, file Dynamo nào không dùng là cái file Dynamo đơn giản. Còn file nào Dynamo mà đã phức tạp thì kiểu gì cũng sẽ động đến lúc này. Không bao giờ không động đến lúc này cả. Và nó là list filter by pull max. Tác dụng của nó là chia cái list đưa vào thành hai nhóm. Một nhóm tương ứng với giá trị đúng và một nhóm tương ứng với giá trị sai. Mình lấy ví dụ ngay. Ví dụ mình có tập hợp list từ 1 cho đến 10. Bây giờ tôi cần lấy ra các cái số mà nhỏ hơn 5. Thế thì mình phải có một điều kiện để kiểm tra. Ví dụ như là kiểm tra điều kiện nhỏ hơn, tra trên bàn phím ấy, tra lên đây là nhỏ hơn. Đấy, tức là kiểm tra x và y, đưa vào x cần kiểm tra với y, x liệu có nhỏ hơn 5 hay không, nếu có trả về đúng, nếu không trả về sai. Đây, nó trả về 10 giá trị đúng sai khác nhau, và mình đưa vào cái giá trị đúng sai đấy vào max. Lưu ý nhá, max luôn luôn nhận giá trị kiểu polen như này, cái đúng và sai thôi, không bao giờ nhận giá trị khác, cho nên đừng ai nối nhầm nhá, đừng bao giờ nối nhầm. Cái này có thể nối nhầm thì nó vẫn hoạt động nhưng không theo ý chúng ta thôi, nhưng mà cái này tuyệt đối không bao giờ được nối nhầm, nó luôn luôn phải là một list true false. Cái thứ hai nữa mà mình nhắc mọi người là luôn luôn để ý rằng là tổng số list ở đây, tổng số phần tử, xin lỗi,
tổng số phần tử ở đây, TRUEFALSE này, nó phải bằng tổng số phần tử ở list. Nếu không bằng, khả năng rất cao chúng ta đang làm sai. Không bằng nó vẫn hoạt động, nhưng khả năng cực cao đến 99% chúng ta đang làm sai. Cho nên phải luôn luôn cân bằng, luôn luôn nhìn thấy rằng hai cái giá trị này phải bằng nhau. Ở một list cần phân chia nhóm và cái giá trị TRUEFALSE này nó phải bằng nhau. Và kết quả nhận được ở IN là giá trị tương ứng với đúng, ở OUT tương ứng với sai. Tùy từng bối cảnh mà chúng ta sẽ lấy đúng, TRUE hoặc là FALSE. Tùy từng lúc chúng ta hứng lên chúng ta lấy ở FALSE thì sao? Là chuyện bình thường, rất nhiều trường hợp lấy ở FALSE nhá. Rất nhiều trường hợp lấy ở FALSE, không phải lúc nào ta lấy TRUE đâu ạ. Tùy từng trường hợp thôi ạ. Sau này mọi người học thì mọi người sẽ thấy thôi. Được chưa? Đấy là list filter by PoolMax. List filter by PoolMax. Ở đây thì nó có một vài cái gọi là một vài nút để replace item at index, có nghĩa là thay thế nút thôi. Thay thế phần tử, xin lỗi, không phải thay nút, thay thế phần tử theo index, đúng không? Ở đây giả sử mình có từ 1 đến 10, ví dụ ở đây đưa vào một list, index đưa vào, ví dụ như là index cần thay thế, ví dụ là index cần thay thế là 3 chẳng hạn. Bây giờ mình muốn thay thế nó bằng cái chữ gì ạ? Bằng cái chữ gọi là dynamo đi. Đó. Dynamo hỗ trợ rất tốt khi xây dựng mô hình min. Đúng không? Đấy, mình lấy ví dụ như thế, mình add vào đây. Thay thế luôn cái thằng 3 ban đầu. Rồi mình run. Thì nó đảm bảo rằng lúc nào chỉ có 10 phần tử thôi. Nó không giống như insert, insert sẽ đẩy theo cái thằng cũ xuống, như thằng này sẽ thay thế luôn cái thằng đấy. Đúng không? Nó thay thế luôn cái thằng đấy. Nó rất là dễ hiểu mọi người ạ, rất là dễ hiểu luôn. Thế còn những cái thằng khác, khi mà những cái nút ít dùng thì mình sẽ không, cái thằng này nó chỉ đơn giản là mọi người đổ đốt nó đi thôi. Mọi người xóa nó cái list, xóa cái các phần tử ra khỏi cái list này, bắt đầu từ đầu luôn. Có nghĩa là mình có 10 phần tử này, bây giờ mình quyết định bao nhiêu phần tử muốn xóa đi. Mình ví dụ mình muốn xóa đi 5 phần tử, thì theo dự đoán của mọi người, email là số lượng nhá, số lượng đưa vào một list và một số lượng dạng kiểu dữ liệu number chúng ta đã học, và năm ở đây sẽ nhập vào và nó sẽ xóa đi bắt đầu từ 0, đủ 5 phần tử thôi, 3, 4 và 5, tức là nó xóa đến đây, nó còn lại 6, 7, 8, 9, 10 thôi. Mình bấm thử nhá, đây ấn thử nhá, đấy thấy chưa, tức là chỉ là vứt đi thôi, đúng không? Vứt đi, vứt cái ban đầu đi, là chuyện bí sức bình thường, hết sức bình thường. Đây còn một list con của nó, là ông này thì nó hay hơn ở chỗ là ông ấy chả cần quan tâm chỉ mục là bao nhiêu cả, ông ấy chỉ cần nối vào thôi, nhưng mà ông ấy luôn luôn vứt đi phần tử đầu tiên ông ấy gặp, luôn luôn vứt đi phần tử đầu tiên, thấy không? Đây còn nếu list ai last item first item thì ông này ông còn vứt đi phần tử đầu tiên luôn, vứt đi luôn phần tử đầu tiên. Đấy là những cái mà có thể mọi người thấy. Và ở đây là có cả list slide ít dùng, ok, đây take item, tức là lấy phần tử ra theo số lượng. Vừa đấy ta có drop item, bây giờ ta có take item. Cái này là một cặp nhá, một cặp trời sinh đấy ạ. Rất nhiều trong dynamo nó có rất nhiều cặp trời sinh, tức là nó phủ định lẫn nhau thôi. Một ông lấy ra, một ông vứt đi, đúng không? Một ông thì lấy ra, một ông vứt đi. Ở đây ta còn lấy ra 5 phần tử đầu tiên chẳng hạn. Đấy thì nó rất là hoạt động, rất là dễ hiểu. Đến đây thì mình tin là ai trong lớp này cũng có thể hiểu được những cái kiến thức như thế này, là kiến thức vô cùng đơn giản. Đấy là về phần chỉnh sửa list. Chỉnh sửa list thì mọi người nhớ lại cho mình là chúng ta chỉ cần nghĩ vào một vài câu thôi, nhớ một vài câu thôi, đó là ta có thể thêm bớt phần tử này, ta có thể xóa phần tử này, ta có thể thay thế phần tử này, ta có thể gọi là làm đủ trò với lại cái list đấy, đúng không? Thay thế tăng bậc cho list rồi, đủ các mọi trò trong đấy, tức là chỉnh sửa đấy ạ, chỉnh sửa list. Ta muốn thêm vào, ta muốn xóa đi, vân vân. Đấy là tất cả những cái gì mà mọi người cần phải nhớ. Và nếu như mọi người không biết cái nút nào thì mọi người đăng lên một diễn đàn cộng đồng Dynamo BIM Việt Nam của mình, thì mọi người đặt câu hỏi như đấy, mình đảm bảo là sẽ có người trả lời. Nếu cuối ngày mà mình soát mà không thấy có người trả lời thì mình sẽ trả lời. Ok chưa? Thế nhá. Vậy hẹn gặp lại mọi người ở video buổi sau nhá.